Làm sao để có tiền để đầu tư hả? Câu Tôi là nhà cố vấn nhà, xin kể các bạn những câu chuyện về đầu tư. hỏi này thì tôi gặp hoài thôi. Thực tế thì trên thị trường á, tôi gặp rất là nhiều người, người ta cứ lo lắng về việc đó. Nhưng mà sau một thời gian học rồi á, thì qua những cái học phần, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho nhà đầu tư cách như thế nào để tạo và quản trị tiền cũng như là vốn. Nó có cách hết đó các bạn. Nhiều người nắm ở trong tay một khối tài sản rất là lớn, nhưng mà rồi cuối cùng người ta cứ nói họ không có tiền, nhưng thật ra thì họ không có biết sử dụng cái khối tài sản đó mà thôi. Chính vì vậy mà nó có cái học phần đó, và thông qua cái học phần đó cộng với cái năm tháng mình đầu tư, dần 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 mình sẽ tăng được cái tỷ lệ đầu tư của mình theo thời gian được. Thứ hai nữa, trong quá trình học mình hiểu biết rồi á, thì mình sẽ rất là nỗ lực để làm việc, để rồi là tăng cái khả năng tích lũy của mình lên, tăng cái khả năng kiếm tiền của mình lên, rồi tăng khả năng tích lũy của mình lên. Nói thiệt với các bạn là sau một thời gian học, và nhiều khi là mọi người là quay sang nói với các bạn là ok, bạn này sao mà keo quá. Không phải đâu các bạn, không phải keo kiệt gì đâu, mà thấy rằng cái cơ hội trên thị trường nhiều quá, cho nên rằng là rất là tiết kiệm để dành tiền và đầu tư thôi. Đó, thì mình học mình hiểu thì mình mới có thể có những cái hành động quyết liệt được, và từ đó nó sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để ra có vốn để mà đầu tư. Còn nếu mà các bạn không có một cái kiến thức, một cái kỹ năng gì hết, thì thật sự là các bạn cũng sẽ không quyết liệt ở trong cái quá trình để rồi là về tạo ra nhiều thu nhập, hoặc là cũng nỗ lực tiết kiệm để rồi mình có vốn mình đầu tư. Thì cái chuyện này nó cần thời gian, mà việc đầu tiên là nó cần các bạn phải hiểu ha. Cảm ơn các bạn. Nhà cố vấn gia kiến tạo những nhà đầu tư độc lập.